Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 2 sách giáo khoa trang 159. Đề bài như sau. Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây? 1. Dung dịch brom trong CCl4. 2. Dung dịch kali permanganat. 3. Hydro có xúc tác niken đun nóng. 4. Brom có bột sắt đun nóng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Đây là một bài tập liên quan đến phản ứng của toluen và benzen. Đúng nào? Xem là toluen và benzen cùng phản ứng được với các chất nào. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể xem lại phần lý thuyết về tính chất hóa học của benzen trong sách giáo khoa. Đúng nào? Ở đây, trong trang 153, chúng ta có tính chất hóa học. Đúng nào? Chúng ta thấy là benzen có phản ứng thế hydro đúng không nào, cộng với cả brom. Toluen cũng cộng với brom đúng không nào, và xúc tác ở đây là bột sắt. Tiếp đến là phản ứng cộng nào, cộng hydro tác là niken. Phản ứng oxy hóa không hoàn toàn. Ở đây benzen không làm mất màu dung dịch kali permanganat. Còn toluen thì lại làm mất màu dung dịch kali permanganat. Đúng nào? Sau khi mà xem lại phần lý thuyết trong sách giáo khoa thì chúng ta hoàn toàn có thể biết được là benzen và toluen có phản ứng được với chất nào. Ở đây, cả hai chất này cũng có thể tác dụng được với hydro có xúc tác là niken và đun nóng, đúng nào? Vậy thì là có chất thứ ba này. Và cùng tác dụng với cả brom có bột sắt đun nóng, đúng nào? Còn dung dịch brom trong CCl4 hay là dung dịch kali permanganat thì cả hai chất này. Ở đây, toluen thì có làm mất màu, còn benzen thì không làm mất màu, đúng không? Vậy thì chúng ta không thể chọn được. Sau đó thì chúng ta đi viết phương trình hóa học cho phản ứng. Ở đây, cô sẽ viết với cả hydro trước. Toluen tác dụng với cả hydro. Đây, chúng ta có toluen tác dụng cả hydro, có xúc tác là niken đun nóng thì sẽ tạo thành phản ứng cộng hydro, đúng không nào? Đó, và chúng ta cân bằng cho phản ứng thành cyclo ancan tương ứng, đúng không nào? Tiếp đến là benzen cũng cộng với cả hydro, để tạo thành cyclo hexan, đúng không nào? Đó. Và cả hai chất này cùng tác dụng được với cả brom với điều kiện là có bột sắt và nhiệt độ, đúng không nào? Đây, toluen sẽ tác dụng với cả brom, và cho hai sản phẩm thế vào vị trí octo và para, đúng nào? Cô sẽ viết thẳng cho các em dễ nhìn nhé. Vị trí octo
một sản phẩm, và vị trí para một sản phẩm. Đây là cộng HPR đúng không nào? Đó. Còn benzen. Thì vừa rồi cô và các em đã cùng nhau làm bài tập số 2 trong sách giáo khoa trang 159. Thì để làm được bài tập này, chúng ta cần xem lại phần tính chất hóa học của benzen để biết được benzen và toluene có phản ứng hóa học nào mà cả hai chất cùng tác dụng. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.